À, kính chào toàn thể cô chú các anh chị và các bạn trở lại với nhà vườn nông nghiệp xanh à, Kính chúc cô chú các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ sức khỏe và bình an trong cuộc sống thì hôm nay nông nghiệp xanh à, lên để có một cái phần quà nho nhỏ để tặng cho những cô chú các anh chị và các bạn vừa qua à, thường xuyên theo dõi kênh nông nghiệp xanh nha và cũng À, cũng đã đăng ký cho kênh nông nghiệp xanh đó thì cái món quà mà hôm nay nông nghiệp xanh tặng cho cô chú các anh chị và các bạn đó là mình mỗi một cái người mà nếu mà mình bình luận ở dưới cái video này ha mà trong thời gian video đăng đăng bài là một tuần đó tức là một tuần khi mà video đăng lên thì trong 7 ngày đó thì mình có bình luận cái địa chỉ nè, cái số điện thoại rõ ràng nè, địa chỉ thì có số nhà rõ ràng ha. Số điện thoại rõ ràng. Tên người nhận thì nông nghiệp xanh sẽ ship về cho cô chú các anh chị và các bạn mình một cái 100 cái hạt. Cái hạt của cây xà đen này ha. Là nếu mà mình bình luận đó thì để xạ đen, để để nông nghiệp xanh biết là mình cần cái nhu cầu mà à, trồng cái cây dược liệu xạ đen đó thì nông nghiệp xanh sẽ tặng miễn phí cho cô chú các anh chị và các bạn mình ha một cái một cái người bình luận như vậy á cái thứ nhất là mình là họ và tên này ha thứ hai là à, số nhà à, số nhà địa chỉ rõ ràng và cái à, à, số điện thoại để người ta ship người ta chuyển hàng đến cho mình đó nha à, như vậy thì trong thời gian một tuần thì cô chú các anh chị và các bạn của mình sẽ uh, có thể là nhận được tức là mình uh, nông nghiệp xanh xin nói nhắc lại ha tức là cái video này đăng lên thì trong thời gian một tuần đó là cô chú các anh chị và các bạn mình đó, được được bình luận trong thời gian đó để mình nhận cái hạt xà đen ha mỗi một cái bình luận chính xác đó thì được 100 cái hạt xà đen để chúng ta trồng trải nghiệm cái dược liệu sa đen ha và qua cái thời hạn một tuần mình nói rất là rõ ha qua cái thời hạn một tuần thì những cái bình luận qua cái thời hạn rồi thì thì không có nhận nữa bởi vì gom cái những cái bình luận những cái người cần thiết đó trong cái thời hạn đó thôi để bên giao hàng mới đi giao được nha còn qua cái thời hạn đó rồi á thì có thể là là hết À, cái hạt giống hoặc là có thể là à, bên nhà vườn cũng không có cái người để đi chuyển cho mình đó cho nên cô chú các anh chị và các bạn thông cảm thì mình muốn thì mình đợi cái lần sau ha thì hôm nay là nông nghiệp xanh lên để trước hết là tặng quà cho cô chú các anh chị và các bạn những người mà đã và đang theo dõi nông nghiệp xanh thì mới biết được cái thông tin này ha và nếu và cũng nhờ cô chú các anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ cái kênh nông nghiệp xanh thì nông nghiệp xanh cũng tạo điều kiện thường xuyên có những cái phần quà để cô chú các anh chị và các bạn mình à, có cái điều kiện à, trồng những cái cây dược liệu hoặc là những cái những cái à, cây à, nông nghiệp trong cái nhà vườn của mình ha rồi thì hôm nay nông nghiệp xanh Mục đích của nông nghiệp xanh nói hôm nay đó là Tặng quà cho cô chú các anh chị và các bạn mình Bởi vì kênh nông nghiệp thành lập cũng lâu rồi Mà cũng chưa có tặng quà Cho những cô chú các anh chị và các bạn Thường xuyên theo dõi Đó thì hôm nay mình nói cái thể lệ như vậy thì có lẽ là các bạn, cô chú, các anh chị và các bạn mình cũng đã nắm rồi ha. Đây là cái cái trái của cái cái xà đen đó thì à, hôm nay thu hoạch hết cái này rất là nhiều ha thu hoạch hết để à, tặng quà cho cô chú các anh chị và các bạn mình những người nào à, thích à, trồng cái cây dược liệu xà đen ở trong nhà mình gọi là trải nghiệm đó thì à, 100 cái hạt này á là cô chú các anh chị và các bạn mình đó là mình trồng rất là nhiều rồi nhiều lắm nha yeah. nhiều lắm 100 hạt là nhiều lắm mình gieo lên là rất là nhiều thì nông nghiệp xanh sau khi tặng cái món quà này cô cho cô chú các anh chị và các bạn đó thì sẽ hướng dẫn cho cô chú các anh chị và các bạn mình gieo. Thì thôi sẵn đây nói luôn. Tức là gieo cũng rất là dễ nha, khi mà mình nhận được cái gói hạt giống của nông nghiệp xanh gửi miễn phí cho mình đó. Nhưng mà cô chú các anh chị mình phải trả tiền ship nha. Cái tiền vận vận chuyển thì nó không bao nhiêu, nó khoảng tầm à, 15 hai ngàn gì đó thôi chứ nó không nhiều đâu tại vì cái cái gói quà của mình nó, nó 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 nhỏ mà đó thì sau khi mình nhận được cái uh, hạt giống đó, thì mình uh, mình gieo xuống đất mình gieo xuống dưới cái đất mà đất cho đó ha thì mình khi mình gieo xuống đó, mình uh, uh, gieo uh, mình gãi lên một cái lớp cho ở trên nữa như vậy là nó nó đã, nó lên rồi nó rất là là dễ lên ha thì mình hướng dẫn luôn cái cách mà để mình gieo đó rồi nếu mà nói tỉ mỉ hơn thì thì mình sẽ có cái clip sau để nói tỉ mỉ hơn về cái cách gieo của cái xạ đen ha rồi thì hôm nay nông nghiệp xanh chỉ nói sơ như vậy đó là cái cái phương thức mà tặng quà mà kênh nông nghiệp xanh tặng cho cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi đã mất công à, xem những cái video của nông nghiệp xanh thì hôm nay nếu cô chú các anh chị và các bạn nào cũng đang yêu thương thì hãy cho à, nông nghiệp xanh một cái lượt đăng ký một cái lượt chia sẻ à, cũng cũng là cái lượt chia sẻ đó là cũng là cái lượt mà cô chú các anh chị và các bạn mình à, tặng quà cho những bạn bè ở trong cái nhóm của mình đó tại mình chia sẻ thì các bạn đó biết tới cái, cái cái trang nông nghiệp xanh đang tặng cái à cái giống xà đen á. đó thì à, để cho các bạn của cô chú các anh chị và các bạn mình à, người ta có cái dịp để người ta ai cần thiết thì người ta nhận luôn nhận bằng cách là bình luận ở dưới à, cái video này nha bình luận bằng cái à, thứ nhất là số nhà họ tên à, địa chỉ rõ ràng và số điện thoại thì nông nghiệp xanh có bên nhân viên để người ta người ta theo dõi xem cái địa chỉ nào mà nó hợp lý hợp lệ và người ta sẽ gửi à, gửi xuống cho mình nha rồi thì đến đây thì nông nghiệp xanh xin cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã xem cái video này và cũng nếu cô chú các anh chị và các bạn nào yêu thích thì hãy cho một cái lượt đăng ký vào cái lượt chia sẻ và hãy bấm bấm cái chuông để mình theo dõi nông nghiệp xanh và nông nghiệp xanh sẽ có từng tự những cái những cái quà để những cái món quà để cô chú các anh chị và các bạn của mình theo dõi nông nghiệp xanh không có bị không có bị lỗ á không có bị mất thời gian mà nó 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 phí cho mình đó thì mình cũng được tặng những cái món quà để tuy rằng nó không có lớn nhưng nó cũng góp phần lên làm cái niềm vui cho cuộc sống của mình phong phú hơn chúc cô chú các anh chị và các bạn của mình một cái buổi xem nông nghiệp xanh uh, thú vị vui vẻ và hạnh phúc uh, thân ái xin chào và hẹn gặp lại video sau xin chào